xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel shop cho máy nha mọi người. Thì đôi con xe này mới vừa về cắt đổi nên có con xe Vision nha mọi người, đẹp cho anh chị và các bạn ha, bán giá rất mềm luôn, Vision đời cao nha mọi người. Đây ốc bán này như xe mới, con này là xe cũ nha các bạn, thanh lý nè, này là thanh lý có chìa đi 5.000 coi. Chỉ bán cho những anh em nào cần thôi. Vision màu xanh. Bạn nào mà là fan của kênh thì hôm nay xả con này giá cực mềm cho mọi người nha. Xe bao đẹp nha. Con này thì bán giá rất mềm. Đó, đời 2019 nha mọi người. Đó, các bạn nhìn nè, xe ốc tán là láng luốc sạch sẽ hết cho anh chị và các bạn ha. Con này thì lâu lâu mới có được thanh lý thì mình sẽ bán rẻ cho anh chị và các bạn. Con này bán giá 7 triệu. Thanh lý. Các bạn nào xem thì liên hệ qua Facebook nha, bấm vô cái Facebook mình để đó, vào trong đó nhắn tin cho mình nhé, tại vì số lượng có hạn nên chỉ bán cho những anh em là fan thôi, có like chia sẻ.